Xin chào quý anh chị, em là Phi, tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi, có địa chỉ là số 1A Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Kế bên em đây là mẫu xe Mitsubishi Onel Triton 2024 vừa mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thì đây là một mẫu xe bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Video hôm nay em sẽ hướng dẫn quý anh chị sử dụng chi tiết màn hình giải trí trên Triton 2024, xem có những gì nâng cấp và cách mình thao tác những nút bấm trên màn hình giải trí này ha. Thì mẫu xe này cũng đang được khuyến mãi lên đến 50% lệ phí trước bạ. Nếu quý anh chị đang quan tâm đến Triton, muốn tham khảo giá lăn bánh cũng như là quy trình mình mua xe qua tiền mặt hay là mua qua ngân hàng, thì quý anh chị có thể liên hệ số hotline của em Phi là 0909 368 586. Thì em sẽ tư vấn cho quý anh chị được chi tiết và cụ thể hơn ha. Xe cũng được trang bị xe lái thử, nên quý anh chị muốn trải nghiệm trực tiếp thì có thể đến showroom có địa chỉ là số 1A Hồng Hà, phường 2, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý chị vào nội dung chính của video, xem màn hình giải trí của Onel Triton có gì đặc biệt ha. Vâng, và hiện tại em đang ngồi trên khoang lái của Mitsubishi Triton Onel ha quý chị. Đó, và chủ đề chính hôm nay là màn hình giải trí, cho nên là em sẽ hướng dẫn quý anh chị cụ thể từng nút bấm cũng như là cách sử dụng màn hình giải trí trên Onel Triton. Thì đầu tiên đây là màn hình chính của màn hình giải trí nè. Màn hình giải trí này được trang bị 9 inch nha quý anh chị. Được cảm ứng nè, rất là nhạy ha. Rồi, những nút bấm trên đây, đầu tiên là nút này. Thì màn hình mặc định của màn hình là chế độ auto, thì sẽ tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng tùy vào ban ngày hay ban đêm. Còn nếu mà quý anh chị muốn chủ động ấn thì có thể ấn ở đây. Đó thì nó chuyển sang đêm nè, và mình có thể chỉnh cái độ sáng theo ý thích của mình. Còn không thì quý anh chị có thể để chế độ auto. Đó, auto thì màn hình sẽ tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng tùy vào ban ngày hay ban đêm, để mình có thể tập trung việc lái xe nhiều hơn. Đấy. Tiếp theo là hai nút này thì quý anh chị dùng để chuyển bài hát khi mà mình kết nối Bluetooth, hoặc là mình chuyển qua một cái đài khác, AM FM khác để mình nghe đài. Đó, hai nút này chuyển qua chuyển lại nè. Rồi, tiếp theo là audio. Audio thì cái nút này quý anh chị có thể tùy chọn cái nguồn âm thanh. Ví dụ là từ đang tại là FM nè, quý anh chị có thể chọn là AM hoặc là USB 1, USB 2, âm thanh từ Bluetooth hoặc là âm thanh từ Apple CarPlay, thì mình có thể chọn từ ở cái chỗ audio này. Đó. Nút menu thì quay lại màn hình chính của mình. Đó. Rồi, tiếp theo là cái phần map. Đây, trên màn hình này được tích hợp map rồi nha quý anh chị. Đó, quý anh chị có thể tìm đường đi trên màn hình giải trí này luôn, rất tiện lợi, và có cảnh báo tốc độ tối đa luôn nè. Đó. Thì trên đây thì mình có thể tìm nhanh bằng cái nút này, POI này. Đó. Thì ví dụ em chọn cái fast food đi. Fast food. Rồi, em chọn một cái. Rồi, Baba Chicken. Đó. Rồi, khi mà quý anh chị chọn xong đúng không, thì mình bấm start. Turn next left. Đó, thì màn hình cũng hiện ra cái hướng dẫn cụ thể cho quý anh chị. Một bên là hướng dẫn, một bên là màn hình map chung. Còn bên đây là hướng dẫn chi tiết nè. Đó, ra đó, xong rồi quẹo trái. Đó, đây là màn hình được tích hợp zin theo xe nha quý anh chị. Quý anh chị có thể sử dụng rất là tiện lợi. Rồi, tiếp theo là camera 360. Trên Triton phiên bản Athlete bản cao nhất là được trang bị cam 360 rồi. Đó, thì dựa vào một cái camera phía trước, một cái camera bên kính hậu bên trái, kính hậu bên phải, rồi camera phía sau. Đó, thì đây là giả lập ở phía trên xuống nè. Còn này là đang phía trước nè. Còn mình chuyển góc quay thì mình nhấn đây cái nữa. Đó, này bên phải nè. Đó, này đằng trước nè. Đó, còn này là cái thì mình nhấn nhiều lần thì chuyển cái góc quay ha. Rồi, quay về màn hình chính. Trên màn hình này sẽ có hai cái điều chỉnh, nó bằng điều chỉnh. Cái này là chỉnh cái volume nè. Đó. Chỉnh volume. Còn nếu muốn tắt thì mình nhấn vô. Ấn vô hả anh chị? Audio off là tắt. Đó. Rồi, còn cái nút này thì mình để dò đài nè. Đó, dò đài. Đó, hoặc là quý anh chị ấn vô thì mình chỉnh được cái những cái chất lượng âm thanh ha, bass nè, mid nè, treble nè, cân bằng nè. Đó, mình ấn vào là mình có thể điều chỉnh được cái chất lượng âm thanh. Đó, đó là tổng quan của màn hình giải trí trên Triton. Đó. Thì quý anh chị có thể lưu cái location của mình, cái địa chỉ nhà của mình ở đây nè. Thì khi mà quý anh chị bấm Go Home thì lúc đó sẽ dẫn đường nhanh cho quý anh chị về nhà. Cái này
chưa có sale cái địa chỉ nhà, cho nên là chưa có hiển thị đó. Quý chị lưu thông tin thì mình sẽ tìm được chỉ đường nhanh hơn đó. Quý anh chị cần thêm thông tin còn hoặc là chỗ nào chưa rõ, có thể để lại bình luận hoặc là liên hệ số hotline của em Phi ha, em sẽ tư vấn được chi tiết hơn. Và sau đây em sẽ giới thiệu nhanh những cái trang bị trên xe. Đây là điều hòa hai vùng nè, bên tài nè, bên phụ nè, hai vùng nhiệt độ khác nhau ha, làm lạnh nhanh nè, rồi tốc độ quạt nè, cái này hướng gió nè, này đồng bộ nhiệt độ hai bên, này là AC là bật máy lạnh nè, có cổng sạc Type-C USB, sạc không dây không anh chị. Rồi trên Triton O'Neil vẫn giữ lại là cái phanh tay cơ ha, truyền thống. Rồi 4 chế độ gài cầu Super Select độc quyền của Mitsubishi, 2H4H, 4HLC, 4LLC. Rồi Drive Mode, Drive Mode là có tới 7 chế độ lái không anh chị, rất là đa dạng để mình sử dụng luôn. Trên Triton này là được cải thiện rất nhiều về chỗ để đồ. Ở đây một chỗ nè, ở đây một chỗ nè, rồi ở đây một chỗ để ly cà phê nữa nè. Đó, bên tài cũng có chỗ nè, bên tài cũng có chỗ này để ly cà phê rất là tiện nè. Đó, về hình chung nội thất thì làm rất là chỉnh chu hả mấy anh chị. Đó, trên bảng cao thì có ADAS rồi, ga tự động, rồi bấm đuôi xe phía trước, rồi giới hạn tốc độ có luôn nha mấy anh chị. Đó, màn hình nè, đó, gương chống chói tự động nè, đó. Ghế da cũng rất là đẹp ha, đó, trần màu đen. Rồi quý anh chị nếu mà anh chị thấy hay thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất của dòng xe Mitsubishi. Và quý anh chị đang quan tâm dòng xe nào có thể liên hệ số hotline của em sẽ cập nhật khuyến mãi mới nhất cho quý anh chị ha. Cảm ơn quý anh chị đã đón xem.